Bộ phim hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn là câu chuyện về một cô bé vì muốn báo thù mà vạch kế hoạch đợi 13 năm. Quý cô báo thù, ông già Noel đang hát bài hát truyền thống. Người mục sư yêu thích Geumza tặng cô một miếng đậu phụ trắng khi vừa ra tù. Geumza lại lật úp nó xuống đất. Đối với cô mà nói, việc ra tù không thể hiện cho việc bắt đầu một cuộc sống mới, mà chỉ là bắt đầu cho kế hoạch trả thù của cô. Khi Geumza 19 tuổi trong sáng lãng mạn, lại vì bắt cóc giết hại một đứa bé mà ngồi tù. Không ai tin Geumza là hung thủ, cảnh sát trưởng cũng không tin. Nhưng vì có thể kết án mà nhắm một mắt mở một mắt, Geumza đầu tiên là đến tìm một cô gái cắt tóc. Cô gái ấy vì bóp cổ chết chú rể mà vào tù 5 năm. Chính là Geumza ở trong tù đã khuyên răn cô làm người. Cô gái cắt tóc cung cấp chỗ ở cho Geumza, nhưng cô lại cảm thấy cô gái thân thiết trong ngục trước kia, sau khi ra tù lại trở nên lạnh lùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Geumza muốn báo thù đến điên rồi. Ngay trong giấc mơ, cô cũng muốn trả thù. Geumza đến tìm cha mẹ cậu bé năm ấy, cắt đứt ngón tay mong họ tha thứ. Tiền tiết kiệm được trong ngục cô dùng hết để đi nối ngón. Ông chủ quán bánh ngọt trước kia làm quản ngục cũng cho cô công việc mới. Trợ thủ trong cửa hàng Geumzik vừa gặp đã yêu cô. Geumza đến tìm cô gái làm thợ kim khí. Vợ chồng cô ấy vì cướp ngân hàng nên vào tù. Người vợ đang nguy kịch vì suy thận mãn. Geumza không chút do dự hiến cho cô một quả thận. Vợ chồng họ vì cảm ơn đã làm cho cô một khẩu súng, mà thiết kế của khẩu súng này cũng có lai lịch. Người phụ nữ già vì làm gián điệp nên vào tù. Là Geumza một tay chăm sóc bà ấy, vậy nên bà ấy không chút do dự đưa cô bản thiết cô đã giấu bao lâu nay. Để báo đáp ân tình này, thuốc súng lại giao cho một cô gái khác. Khi mới vào tù, cô gái này bị ngược đãi bởi bạn tù. Là Geumza giúp cô giải quyết, mục sư lại tìm đến cô. Năm đó khi cô lên TV, mục sư đã rất yêu cô, luôn vì cô mà lăn lộn. Nhưng Geumza ra tù như thành một người khác. Geumza lấy cuốn kinh Phật ra làm lý do từ chối thỉnh cầu yêu của mục sư. Geumza cũng thỏa mãn cậu trợ lý trong tiệm bánh. Cô nói với cậu ta cô ra tù là để trục lỗi. Vụ án năm ấy cô chỉ là tòng phạm, là chủ mưu là thầy bác cũng chính hắn giết cậu. Sau vụ đó còn bắt cóc con gái mới sinh của cô để uy hiếp nhận tội thay. Ngày Geumza chỉ ra hiện trường gây án, nhìn thấy trên mỏm đất cao là hắn, trong ngực còn đang ôm con gái cô, cách biệt 13 năm. Geumza nhận 3 tháng lương ứng trước, chạy tới Úc gặp con gái. Bố mẹ nuôi của con cô thấy cô cũng không khó chịu, ngược lại còn đón nhận cô. Mà cô bé con Jenny muốn cùng cô trở về Hàn Quốc, Geumza nhất quyết không đồng ý. Ai ngờ cô bé còn lấy cái chết ra uy hiếp. Geumza hết cách chỉ có thể tha cô bé về Hàn Quốc. Geumza đưa hai mẹ con đến một quán ăn lạ. Theo lời cậu ấy, thì đây giống buổi dã ngoại của một gia đình. Chẳng qua khi Geumza dạy Jenny tiếng Hàn, Geumza đang ở bên ngoài chĩa súng vào một con cún. Bác Han Sang có vẻ như chả quan tâm đến cô lắm. Nhưng điều ông ta không biết là vợ ông cũng là bạn tù của Geumza. Cô chính là người bị bắt nạt bởi một bà trùm. Geumza vì giúp cô ấy nên đút bà trùm này 3 năm thuốc tẩy trắng cho đến khi cô ta chết. Hạn tù của Geumza từ 10 lên 13 năm. Trả thù còn chưa bắt đầu, ảnh cô gặp vợ bác Han Sang đã đến tay hắn. Là mục sư vì yêu sinh hận đi theo chụp lén cô, bác Han Sang tìm sát thủ, nhân cơ hội trời tối giết Geumza. Nhưng hai gã sát thủ không ngờ Geumza có súng, nhờ vào nó mà cô giết ngược hai gã kia. Đợi tới khi cô cõng Jenny đến nhà tên họ bác, lão đã ăn phải thuốc mê mà ngã gục. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, hắn đã ở một ngôi trường bỏ hoang. Geumza để hắn phụ trách dịch lại, nói cho con gái cô Jenny nghe tất cả. Cả đời này cô không có tư cách làm mẹ cô bé, cô còn phải trả thù, phải trục lỗi. Geumza cuối cùng vẫn không thể nổ súng. Cô luôn cảm thấy thế này thì dễ dãi cho hắn quá. Điện thoại reo, giờ cô mới phát hiện điện thoại treo một quả chuông của cậu bé kia. Ngoài ra còn rất nhiều móc khác nữa, mỗi một chiếc đều là tính mạng một đứa trẻ. Theo tin tức, cảnh sát tìm thấy thi thể của mấy đứa bé. Geumza chất vấn cảnh sát trưởng, nếu năm đó ông có thể tóm hung thủ thì đã không có bi kịch sau này. Ở nhà tên kia, Geumza tìm thấy 4 cuốn băng. Cô lần lượt phát đoạn băng đó cho bố mẹ nạn nhân. Chính trong ngôi trường bỏ hoang này mà trình chiếu, hắn bắt cóc tống tiền cha mẹ tụi nhỏ, mà phụ huynh chúng lại không hay biết con cái họ đã không thể trở về nữa. Khi họ nghe thấy tiếng hét tiếng khóc thảm thiết, chẳng qua đó chỉ là qua đoạn băng, họ không còn ngôn từ diễn tả nỗi hận, cảm xúc tiêu cực khi mất con tràn ngập căn phòng, ngột ngạt khó thở. Geumza đưa ra 2 phương án, một giao nộp cảnh sát, hai là tự bọn họ phán xét, là tự tay báo thù hay để đè kẻ thù ác sống tiếp trong tù. Tất cả chọn vế trước, họ mặc áo mưa, cảnh sát trưởng dạy họ cầm dao, từng người bước vào phòng, mỗi người đâm một nhát, mỗi người một lượt, không nhiều không ít, tất cả đều có phần. Cảnh sát trưởng dọn dẹp. Sau khi thu dọn hiện trường, cảnh sát trưởng chụp tất cả một tấm, để đề phòng có kẻ làm lộ tin tức. Bí mật này chỉ có thể chôn giấu trong lòng họ. Tất cả đào cho kẻ kia một cái hố. Geumza bổ nốt súng. Đây mới được tính là trả thù hoàn tất. Khuôn mặt trắng bệch của cô xuất hiện vẻ vui mừng, đôi mắt ửng đỏ không thể che giấu giọt nước mắt. Lần phục thù này được đánh số, tất cả tụ họp trong tiệm bánh. Chiếc bánh ngọt đốt nến đi tới, có người hát chúc mừng sinh nhật, không biết họ đang hát cho con hay hát để kỷ niệm. Đèn mở, mỗi người một miếng bánh, sự ngọt ngào như mang mùi máu. Geumza chia tài khoản tiết kiệm của hắn cho tất cả mọi người, bọn họ nhất định phải có cuộc sống mới. Trong phòng bỗng lặng yên, người Pháp nói đây là khoảnh khắc thiên sứ bay qua. Họ ngẩng đầu tìm kiếm, thì ra là bên ngoài đổ tuyết. Trả thù không đợi chuộc tội, tội mà Geumza phạm đến nay vẫn còn. Cậu bé đã chết không thể hồi sinh,
giống như lời nói vô dụng nhất là xin lỗi. Geun-ja ôm bánh ngọt trở về, Geun-sik đuổi theo cô. Geun-ja như mộng du trong tuyết, cả người quần áo tuyết trắng ra khỏi cửa, hai mẹ con ôm nhau trong tuyết. Bánh ngọt trắng tinh là Geun-sik tặng Jenny. Anh mong có bé có thể vô tư thanh thuần như chiếc bánh này. Jenny lấy một miếng kem đặt vào miệng Geun-ja, nhưng cô không ăn. Cô đã úp cả mặt vào chiếc bánh, mong rằng rửa đi tội ác trên người. Nhân vật trong bộ phim này, dù là bất kỳ ai, cô hay bạn tù, những người cha mẹ mất con, đều là một tay cô đẩy vào hố lửa. Nhưng cô lại không mong gì có thể từ bỏ mạng sống, nhưng lại không thể buông tha trả thù. Sau tất cả, tội ác kia không hề mất đi, người gây tội cũng không thể trong sạch. Con dao đâm vào người sẽ để lại sẹo, ngón tay cắt đi có thể nối lại, nhưng lại là khuyết điểm vẻ ngoài hoàn mỹ của cô. Cô không hoàn hảo, nhưng cô là Geun-ja tốt bụng. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thích xin hãy ấn like và theo dõi.